các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Không còn dấu dếm hay úp mở, Ngô Thanh Vân đã lộ khoảnh khắc đưa Huy Trần về quê ăn Tết ở Cầu Kè, Trà Vinh. Chính chàng CEO Việt Kiều cũng thừa nhận hẹn họ cùng đàn chị hơn 11 tuổi qua thông báo Phớt Tết Tô Rết Thơ. Ăn Tết quê người yêu vào đêm 30 Tết, ngày 11 tháng 2. Giờ đây, thay vì tung hình nho nhỏ để nhữ phan, cả hai thường xuyên quan thính siêu chất lượng. Ví dụ như khuya ngày 15 tháng 2, Huy Trần đăng story Instagram về chuyến du lịch Đà Lạt chung với Ngô Thanh Vân. Rất nhanh chóng, nhiều người phát hiện ra anh đang mặc trên người bộ đồ mũ giống hệt với bộ đồ mà nàng đã nữ mặc tối trước đó. Không biết đây là sự trùng hợp hay động thái cố tình của cả hai, nhưng phần lớn Nettie Ren quyết định, mù quáng, tin rằng cặp đôi đang ngầm, khẳng định chủ quyền, cho tình yêu của mình. Huy Trần trong trạng thái mới bước ra khỏi giường, trên người mặc bộ đồ ngũ sọc ca rô. Phải nói là giống bộ đồ của Ngô Thanh Vân đến 99%. Hình xăm và màu neo đỏ này chắc chắn là nữ diễn viên hai phượng rồi, khó mà lẫn vào đâu được. Vì rọc nơi Ngô Thanh Vân và Huy Trần chết In có nhiều điểm giống nhau. Nữ diễn viên có chia sẻ gây chú ý trên trang cá nhân, tiết lộ mùng 3 là ngày dành cho bản thân những điều hạnh phúc. Sáng ngày Valentine, Ngô Thanh Vân khoe hoa và hạnh phúc chia sẻ, một bất ngờ thú vị đây. Anh là điều tuyệt vời nhất trong năm 2021 của em. Hãy khiến cho năm mới này tràn ngập tình yêu nhé. Trước đó, cặp đôi còn lộ hình ảnh đã cùng nhau về quê Ngô Thanh Vân đón Tết.